Cập nhật diễn biến giao tranh khốc liệt ở Ukraine. Mới đây, lực lượng phòng không Kiev tuyên bố hạ 2 tên lửa siêu vượt âm Nga. Mặt khác, Ukraine tổn thất nặng, Nga nói hoàn thành một mục tiêu của chiến dịch quân sự. Các thành phố Odessa, Kharkiv chìm trong bóng tối sau cuộc tấn công mạnh nhất vào ngành năng lượng Ukraine. Chuyên gia gợi ý Mỹ nên nhờ cậy Hàn Quốc cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Điều này liệu có khả thi? Báo Mỹ hé lộ, Ukraine bế tắc vì không thể tiếp tục đưa binh sĩ ra tiền tuyến. Đại sứ Nga tuyên bố Moscow sẽ không nài nỉ nếu Mỹ không muốn hợp tác về an ninh. Các tin tức khác, đảo Đài Loan tập trận phòng không toàn diện. Mỹ ngạc nhiên khi phái đoàn Israel bất ngờ hủy cuộc thảo luận. Ông Trump khuyên Israel nên chấm dứt chiến sự. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Công Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Ukraine ngày 25 tháng 3 khẳng định đã bắn hạ 2 tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon của Nga. Không quân Ukraine ngày 25 tháng 3 khẳng định lực lượng Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ bán đảo Crimea nhắm vào thủ đô Kiev. Các quả đạn đã bị hạ. Sau khi bị đánh chặn, các mảnh tên lửa đã rơi xuống đường phố Kiev và làm hư hại một số tòa nhà ở quận Bychev, khiến 7 người bị thương. Các kênh truyền thông Defense Express và Ukraine Rada cho biết rằng hôm 25 tháng 3, chứng kiến lần thứ hai các tên lửa Zircon được dùng ồ ạt để tập kích Kiev sau cuộc tấn công không thành công vào thành phố này vào hôm 7 tháng 2. Một số dấu hiệu trên mảnh vỡ tên lửa cho thấy nó được sản xuất vào năm 2022, truyền thông Ukraine cho biết thêm. Phía Nga chưa bình luận về phía thông tin nêu trên. Tổng thống Putin lần đầu tiết lộ về tên lửa Zircon trong bài phát biểu hồi tháng 2, 2019, cho biết rằng vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Nga lần đầu khai hỏa tên lửa Zircon vào tháng 10/2020, đã tiến hành 12 đợt phóng thử từ tàu mặt nước và tàu ngầm trong năm 2021. Tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Moscow dự kiến trang bị tên lửa siêu vượt âm này cho hàng loạt tàu mặt nước và tàu ngầm. Tờ Kiev Post mới đây đã đăng tải hình ảnh các tòa nhà bị hư hỏng ở thủ đô Kiev của Ukraine sau vụ tấn công tên lửa dữ dội vào ngày 25 tháng 3. Tờ báo của Ukraine cho biết không quân ở Kiev đã có thể bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo tốc độ cao phóng vào thủ đô vào sáng thứ Hai, 25 tháng 3. Tuy nhiên, các mảnh vỡ tên lửa đã để lại một lỗ hổng lớn ở nơi từng là phòng tập thể dục dụng cụ của trẻ em. Đến quận Bychev của thành phố Kiev vào chiều thứ Hai, phóng viên Kiev Post nhìn thấy tàn tích của căn phòng nằm trong tòa nhà 3 tầng trên đường Bochka. Không có ai trong phòng tập thể dục khi các mảnh vỡ của tên lửa Nga rơi xuống tòa nhà. Quan chức Pavlo Petrov từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine nói với Kiev Post rằng không có người thiệt mạng do vụ tập kích ngày 25 tháng 3, nhưng một số người đã bị thương, trong đó có 2 phụ nữ và một thiếu niên 16 tuổi. Trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 3 cho biết Ukraine đã mất tới 465 binh sĩ trong 24 giờ. Tại vùng Donetsk, quân đội Ukraine được cho là đã mất đi một xe tăng và một xe bọc thép Bradley do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, pháo binh Nga cũng phá hủy một khẩu pháo Krupp của Ukraine và các thiết bị quân sự khác. Vào đầu tuần này, quân đội Nga cũng khẳng định đã đẩy lùi một cuộc phản công của quân Ukraine ở các vùng lân cận Avdiivka, thành trì lớn mà Kiev đã đánh mất. Ngoài ra, phía Moscow nói thêm, Ukraine đã tấn công bất thành ở hướng thành phố Kupiansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân sự của Moscow đang củng cố các vị trí xung quanh Avdiivka. Theo Sputnik News, gần đây đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia cho biết rằng Nga đã đạt được thành công trong mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine do quân đội của chế độ Kiev từ lâu chỉ còn tồn tại được nhờ nguồn cung cấp vũ khí từ các nước NATO. Trong một diễn biến khác, phía Kiev cho rằng Nga có thể phải đối mặt với vô số vấn đề sau khi lực lượng Ukraine tấn công trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết đã tấn công vào trung tâm liên lạc và các cơ sở hạ tầng ở Sevastopol, đồng thời làm hư hại các tàu đổ bộ lớp Yaman và Azov Robucha của Nga. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tàu Yaman đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công. Phát biểu trên truyền hình Ukraine, Đại úy Dmytro Plentenchuk,
Người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã gây ra vấn đề liên lạc đối với Nga trên bán đảo Crimea. Theo trang tin Ukraine Pravda, ông Plentenchuk cho biết rằng trên thực tế tình hình đối với Nga có thể còn tồi tệ hơn đánh giá ban đầu vì căn cứ hải quân là công trình đảm bảo hoạt động của toàn bộ hạm đội Biển Đen. Vì vậy, có thể là nguồn cung cấp, bảo trì, sửa chữa và nhiều vấn đề khác của hạm đội đã bị gián đoạn sau vụ tấn công. Đại úy Ukraine nói thêm, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng đúng vậy, hoạt động tấn công vào Crimea lần này đã thành công và đối phương chịu thiệt hại đáng kể. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, nêu đánh giá rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tài sản của hạm đội Biển Đen đã khiến hạm đội này phải di chuyển một số lực lượng rời khỏi căn cứ chính ở Sevastopol và điều đó làm cản trở khả năng hoạt động ở phía tây Biển Đen của Nga. Phía Moscow không lên tiếng về các bình luận nêu trên. Quân đội Nga vào tháng này cho biết đã tăng cường sức mạnh phòng thủ của hạm đội Biển Đen. Thưa quý vị, theo Reuters, thành phố cảng Odessa phía nam Ukraine và thành phố Kharkiv gần biên giới Nga vẫn phải đối mặt với tình trạng cắt điện nhiều ngày sau khi Kiev cáo buộc Moscow tập kích ồ ạt nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine. Nước này cho biết đã hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất đối với mạng lưới cung cấp năng lượng kể từ khi xung đột bùng nổ. Người dân hai thành phố Odessa và Kharkiv vào tối thứ Hai 25 tháng 3 đã sử dụng đèn pin và điện thoại di động để tìm đường qua những con phố không có đèn chiếu sáng. Nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của Ukraine là DTEK cho biết rằng tình trạng mất điện khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố cảng Odessa vào hôm thứ Hai sau một cuộc không kích của Nga làm hư hỏng một trong những cơ sở điện áp cao của khu vực. Chính quyền thành phố Odessa cho biết các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở điện. Ngọn lửa sớm được dập tắt nhưng vụ việc vẫn tác động tới lưới điện của thành phố. Song song với đó, quan chức Ukraine cho biết sau cuộc tấn công lớn nhất vào hệ thống điện của Ukraine vào hôm 22 tháng 3, hầu hết khu vực của thành phố Kharkiv và một phần tỉnh miền nam Zaporizhia đến giờ đều không có điện. Nga bị cáo buộc đã tấn công các cơ sở sản xuất và truyền tải điện của Ukraine vào tuần trước và cuối tuần vừa qua, gây mất điện trên diện rộng và nhiều khu vực. Moscow khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu liên quan quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Yonhap đưa tin ngày 25 tháng 3, một số chuyên gia Hoa Kỳ đã đưa ra ý tưởng về Washington đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ đạn pháo 105 ly để cung cấp cho Ukraine vì Kiev rất cần nguồn cung cấp đạn dược cho pháo binh trong cuộc chiến tiêu hao đang diễn ra. Ông Mark Hansen, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và ông Chris Park, trợ lý nghiên cứu của CSIS, đã đưa ra đề xuất nói trên. Họ cho rằng Hàn Quốc đang chuyển hầu hết các đơn vị pháo binh sang bệ phóng dùng đạn 155 ly, vì vậy có thể chuyển đạn 105 ly cho Ukraine. Các chuyên gia viết, nếu Mỹ đề xuất Hàn Quốc hỗ trợ đạn 105 ly cho Ukraine và kho đạn Hàn Quốc sẽ được thay thế bằng đạn 155 ly đang được sản xuất, thì đề nghị này có thể sẽ thu hút sự chú ý của Seoul. Các chuyên gia chỉ ra rằng năm ngoái Washington đã hợp tác với Seoul để gửi hơn 300.000 quả đạn pháo 155 ly tới Ukraine. Hàn Quốc được cho là đã cung cấp vũ khí cho Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, đây là biện pháp để Seoul gián tiếp hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong khi về lý thuyết, Hàn Quốc vẫn duy trì nguyên tắc chỉ viện trợ thiết bị phi sát thương. Các chuyên gia Mỹ kêu gọi Nhà Trắng nên tìm cách khai thác cơ hội từ kho vũ khí của Hàn Quốc để trang bị cho Ukraine trong bối cảnh kho dự trữ của Lầu Năm Góc đang cạn kiệt và Quốc hội trì hoãn phê duyệt khoản viện trợ mới. Theo các báo cáo nguồn mở, chuyên gia Hansen và cộng sự lưu ý rằng Hàn Quốc có thể có khoảng 3,4 triệu quả đạn pháo 105 ly. Họ cho biết thêm, những loại đạn này sẽ được tương thích với tất cả các loại pháo 105 ly mà Ukraine đang vận hành. Chuyên gia cũng nhận định, việc gửi đạn pháo 105 ly khó có thể làm tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. Các khẩu pháo dùng đạn 105 ly chỉ chiếm chưa tới 30% toàn khẩu đội của Hàn Quốc và quân đội nước này đang chuyển sang sử dụng các hệ thống pháo tự hành 155 ly, bao gồm hệ thống K9 Thunder sản xuất trong nước. Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự đánh giá cao về việc Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nhưng nói rằng việc có gửi đạn dược đến Ukraine hay không thì hoàn toàn do Seoul tự quyết định. Thưa quý vị, tờ Wall Street Journal vừa có bài viết phân tích tình trạng bế tắc của Ukraine trong việc bổ sung binh sĩ. Theo tạp chí Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine rất cần có thêm lực lượng binh sĩ mới để ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Tuy nhiên, sự bế tắc chính trị ở Kiev đang khiến các đơn vị tiền tuyến trở nên kiệt sức.
Một dự luật nhằm mở rộng đối tượng nhập ngũ của Ukraine đang bị mắc kẹt tại Quốc hội sau nhiều tháng tranh luận. Những thay đổi được đề xuất thực ra không nhiều, đó là độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25 tuổi. Ngoài ra, binh sĩ sẽ đủ điều kiện xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và các hình phạt sẽ được áp dụng đối với những nam giới trốn tránh đăng ký nhập ngũ. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine vấp phải rào cản lớn là đa số người hiện nay không sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, Quốc hội rất khó để thông qua dự luật, dù chỉ nhằm sửa đổi một số chi tiết nhỏ. Nghị sĩ Fedi Vinislavsky, một đại biểu quốc hội đến từ đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, là một trong những người ủng hộ dự luật mạnh mẽ nhất. Ông cho biết, chúng tôi đang đấu tranh để hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25. Đó là một quyết định khó khăn và không được lòng dân, nhưng chúng ta cần phải tăng số lượng binh sĩ có thể được huy động. Cùng với việc thiếu đạn dược, việc thiếu binh sĩ là thách thức lớn nhất của Ukraine trong năm 2024. Các chỉ huy Ukraine cho biết nhất định phải đảm bảo có đủ người và vũ khí để hoàn thành mục tiêu xa hơn là giữ quyền kiểm soát với phần lớn lãnh thổ và xây dựng lại lực lượng. Trong khi đó, theo tình báo quân sự Ukraine đánh giá, Nga, quốc gia có dân số đông gấp 3 lần Ukraine, đang triển khai hàng ngàn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và họ có thể bổ sung khoảng 30.000 quân mới mỗi tháng. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đang gặp khó khăn để tiến lên kể từ khi chiếm được thành phố Avdiivka vào tháng 2. Đại đa số người Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục chống lại Nga. Nhưng thất bại trong cuộc phản công lớn của Ukraine vào năm ngoái và sự mất mát của hàng chục nghìn binh sĩ trong quá trình này đã làm lung lay niềm tin của người Ukraine về việc có thể giành lại được các vùng lãnh thổ. Vào giai đoạn đầu xung đột, Ukraine có thể dựa vào những người tình nguyện tràn vào các văn phòng tuyển dụng, nhưng làn sóng tình nguyện đó đã rút đi và Zelensky cũng thừa nhận sự cần thiết phải cho những người lính đã chiến đấu trong 2 năm nay được nghỉ ngơi. Dù vậy, giới chức Kiev vẫn chưa tìm ra được lối thoát giữa bế tắc về thiếu hụt binh sĩ. Quân đội Ukraine có gần 600.000 nhân sự, theo ước tính của ông Zelensky. Hầu hết họ đều giữ vai trò hỗ trợ ở hậu phương. Ông Zelensky vào tháng 12 cho biết quân đội Ukraine đã yêu cầu thêm 500.000 quân, mặc dù các chỉ huy nói họ chưa cần tất cả nửa triệu binh sĩ này xung trận ngay lập tức. Đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã bị cấm rời khỏi đất nước kể từ khi bắt đầu xung đột, nhưng chỉ những người từ 27 tuổi trở lên mới đủ điều kiện tham gia quân dịch, khiến hầu hết thanh niên trong nước được miễn trừ. Mùa hè năm ngoái, ông Zelensky đã sa thải tất cả những người đứng đầu bộ phận tuyển dụng khu vực sau một loạt bê bối tham nhũng và hàng trăm ngàn nam giới tiếp tục trốn đăng ký nhập ngũ. Các nhóm dân sự từ mọi thành phần trong xã hội đang kêu gọi Quốc hội Ukraine ban hành quy định miễn nhập ngũ cho một số đối tượng. Các doanh nghiệp đã đề xuất nộp thuế để giữ công nhân của họ không phải ra tiền tuyến. Các sinh viên nói rằng họ nên được phép hoàn thành việc học trước khi phục vụ nhập ngũ. Ngoài ra, tỷ lệ sinh giảm sâu Ukraine sau năm 1991 có nghĩa là hiện có ít người Ukraine ở độ tuổi 20 hơn là so với các thế hệ trước. Theo tờ Journal, các quan chức ở Mỹ cũng cảm thấy khó hiểu về độ tuổi nhập ngũ cao bất thường ở Ukraine. Độ tuổi nhập ngũ ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác là 18 tuổi. Liên quan đến sự việc kinh hoàng ở Moscow, mới đây Nga cho biết sẽ không chạy theo và nài nỉ Mỹ nếu Washington không sẵn lòng hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Hãng TASS đưa tin đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, phát biểu với báo chí rằng tôi sẽ nói một cách đơn giản, đây là sự lựa chọn của Hoa Kỳ. Bình luận của đại sứ Nga đưa ra để phản hồi nhận xét về phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, người đã nói rằng sẽ không có bất kỳ hỗ trợ an ninh nào giữa Nga và Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ việc thảm khốc ở buổi hòa nhạc thu ngoại ô Moscow. Đại sứ Antonov nói rằng, nếu người Mỹ không muốn hợp tác với chúng tôi sẽ không chạy theo họ. Tuy vậy, đại sứ Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề chống phần tử cực đoan thông qua nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Ông Antonov nhấn mạnh, trong tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia thân thiện với Nga, tức là hơn một nửa thế giới. Chuyển sang các tin tức khác. Theo Reuters, đảo Đài Loan đã thử nghiệm hệ thống phòng không vào sáng sớm hôm thứ Ba, 26 tháng 3, trong các cuộc tập trận sử dụng tên lửa đất đối không. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện. Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan vào sáng sớm 26 tháng 3 thông báo tổ chức diễn tập với sự tham gia của các đơn vị tác chiến trên không, trên biển và trên bộ. Họ đã triển khai một số tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, Thiên Cung và pháo phòng không. Theo Reuters, lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan thông báo sẽ tăng cường huấn luyện để ứng phó với mối đe dọa tiềm tàng trong bối cảnh máy bay quân sự và tàu hải quân Trung Quốc thường xuyên tiếp cận khu vực quanh hòn đảo. Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về cuộc tập trận phòng không ở Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh xem là một tỉnh ly khai chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Thưa quý vị, quân đội Israel hôm 25 tháng 3 đã công bố video cho biết đã thu được hàng loạt vũ khí bên trong bệnh viện Al-Shifa ở phía bắc Gaza.
Israel cho rằng các bệnh viện ở Gaza được nhóm chiến binh Hamas sử dụng làm căn cứ cho các vụ tấn công cực đoan. Đáp lại, Hamas và nhân viên y tế Palestine luôn phủ nhận điều này. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng của họ đang tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến chính xác trong khu vực bệnh viện Shifa, đồng thời ngăn ngừa tổn hại cho dân thường và nhân viên y tế. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bắt giữ 500 người có liên hệ với Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad, cũng như tìm thấy vũ khí trong khu vực bệnh viện Al-Shifa. Trong khi đó, Bộ Y tế ở Gaza do Hamas điều hành cho biết hàng trăm bệnh nhân và nhân viên y tế đã bị giam giữ tại Al-Shifa. Hiện tuyên bố của các bên chưa thể kiểm chứng, theo Reuters. Theo ABC News, các nguồn tin quân sự Israel đánh giá cuộc tấn công dài một tuần của lực lượng phòng vệ Israel vào Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, chính là một trong những hoạt động lớn và thành công nhất trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng với Hamas. Hoạt động đột kích lần này bắt đầu vào thứ Hai tuần trước. Theo quân đội Israel, các đơn vị tình báo đặc biệt đã bắt đầu thẩm vấn một số người bị bắt tại bệnh viện. Những ai không liên kết với các nhóm chiến binh đã được thả ra. Ngoài ra, các quan chức Israel cho biết hơn 140 tay súng Hamas đã bị loại bỏ trong suốt chiến dịch. ABC News trích một số nguồn tin giấu tên ở Gaza cho biết nhiều thành viên Hamas và Jihad Hồi giáo, bao gồm một số chỉ huy cấp cao, đã tập hợp lại trong bệnh viện Al-Shifa vì nghĩ rằng Israel đã kết thúc hoạt động ở phía bắc dải đất này. Trước cuộc đột kích hiện tại, các tổ chức quốc tế đã cảnh báo rằng bệnh viện Al-Shifa ở trong tình trạng vô cùng thảm khốc. Trong chuyến đi tới Washington ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này không thể chấm dứt cuộc chiến với Hamas khi mà nhiều con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Gallant khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận với giới chức Mỹ về tầm quan trọng của việc loại bỏ Hamas và đưa các con tin về nhà. Ông nói, chúng tôi sẽ hoạt động chống lại Hamas ở mọi nơi, kể cả ở những nơi mà chúng tôi hiện giờ chưa triển khai tới. Quân đội Israel sẽ phải hoàn thành sứ mệnh của mình khi vẫn còn con tin bị giam giữ ở Gaza. Ông Gallant nói thêm rằng, việc thiếu một chiến thắng mang tính quyết định ở Gaza có thể đưa Israel đến gần hơn với một cuộc chiến ở phía Bắc, nơi lực lượng Israel đã đụng độ hỏa lực xuyên biên giới với các chiến binh Hezbollah ở Liban kể từ tháng 10 năm ngoái. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 25 tháng 3 cho biết thật ngạc nhiên và đáng tiếc khi một phái đoàn Israel quyết định không tham dự các cuộc thảo luận đã lên lịch trong tuần này. Quyết định của Israel đưa ra sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Matthew Mueller nói thêm rằng một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của khoảng một nửa trong số 2,3 triệu người dân Gaza, sẽ là một sai lầm to lớn và viễn cảnh đó sẽ làm suy yếu an ninh của Israel. Theo tờ The Guardian, suốt thời gian gần đây, các nghị sĩ cấp cao Đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi Nhà Trắng gia tăng áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu ông từ bỏ kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Liên quan đến vấn đề này, Phó Tổng thống Kamala Harris nói rằng Nhà Trắng không loại trừ bất kỳ phương án nào để đáp lại Israel nếu như ông Netanyahu bỏ qua mọi lời cảnh báo của Washington mà nhất quyết tấn công Rafah. Bà Harris nói rằng Washington đã rất rõ ràng về quan điểm của chúng tôi. Trong chương trình This Week của đài ABC, bà Harris cho biết bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Rafah đều sẽ là một sai lầm lớn. Tôi đã nghiên cứu bản đồ, không có nơi nào cho những người ở đó để di tản và chúng tôi nhận thấy có khoảng 1,5 triệu người đang ở Rafah vì Israel đẩy họ tới đây. Chúng tôi đã nói rất rõ, có quá nhiều người Palestine vô tội bị tước đoạt mạng sống. Chúng tôi đã nói rất rõ, người dân Israel và người Palestine đều phải được hưởng mức độ an ninh và phẩm giá ngang nhau, bà Harris cho biết thêm. Suốt 5 tháng nay, chiến dịch tấn công trên không và trên bộ của Israel ở dải Gaza đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng, đồng thời đẩy cư dân Gaza đến bờ vực nạn đói. Hôm thứ Sáu tuần trước, nữ nghệ sĩ New York Alexandria Ocasio-Cortez cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine và kêu gọi chính phủ Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Israel. Về phía Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu đã phản bác mạnh trước áp lực của Mỹ. Ngày 22 tháng 3, ông nhắc lại tuyên bố rằng không có cách nào đánh bại Hamas nếu không tiến vào Rafah. ABC News đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng Israel đã mắc một sai lầm lớn trong việc đối phó với cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và đang mất đi rất nhiều sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Trump cho biết, tôi nghĩ Israel đã sai phạm một sai lầm rất lớn. Tôi muốn kêu gọi họ dừng lại. Đối với tôi, mọi thứ đang diễn ra thật khủng khiếp. Mỗi đêm tôi nhìn thấy cảnh tượng nhiều tòa nhà bị sụp đổ và tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến nhiều người lên tiếng phản đối. Cùng lúc đó, ông Trump cũng đã cảnh báo Israel rằng nước này đang mất đi rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế và thúc giục họ chấm dứt chiến sự. Ông nói, tôi muốn nói rằng Israel cần phải cẩn thận vì họ đang mất đi sự ủng hộ từ quốc tế. Họ phải hoàn thành công
công việc của mình phải duy trì hòa bình, đem lại cuộc sống bình thường cho người dân Israel, ông Trump chia sẻ. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, tại hội nghị đầu tư hôm 26 tháng 3, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính cho biết rằng Trung Quốc sẽ đẩy nhanh sự phát triển của các lực lượng sản xuất mới và góp phần tăng cường sự ổn định và an ninh cho nền kinh tế toàn cầu. Theo Reuters, cụm từ lực lượng sản xuất mới được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 9 năm ngoái, nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển kinh tế dựa trên sự đổi mới trong các lĩnh vực tiên tiến. Phát biểu vào ngày 26 tháng 3, ông Hàng Chính cũng cho biết điều quan trọng là phải thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế và làm thông suốt chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Được biết, cái giám đốc điều hành nhiều doanh nghiệp hàng đầu như là Aramco, Pfizer, AstraZeneca và Otis đang có mặt ở Bắc Kinh để tham dự hội nghị đầu tư tại Trung Quốc 2024. Thưa quý vị, Reuters cho biết các băng nhóm có vũ trang đã phóng hỏa một số gara ô tô ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào cuối tuần vừa qua. Hiện quốc gia vùng Caribe này vẫn phải đối mặt với làn sóng bạo lực băng đảng gia tăng khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều phương tiện bị cháy đen trong khu vực bị tấn công ở thủ đô Port-au-Prince, theo Reuters ghi nhận hôm 25 tháng 3, khói vẫn bốc lên cao từ các gara hư hỏng và xe bọc thép đang tuần tra trên các đường phố gần đó. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 100 ô tô trong một số gara ở Port-au-Prince đã bị các băng nhóm vũ trang đốt cháy vào tối Chủ nhật. Báo cáo cho biết thêm, các vụ tấn công đốt phá cũng nhắm vào các kho chứa nệm và đồ nội thất cũng như một tòa án địa phương. Gần đây, số lượng người nước ngoài rời khỏi Haiti đã tăng lên. Khi tương lai chính trị của đất nước này đang ở trong tình trạng bấp bênh, các băng nhóm vũ trang đang mở rộng quyền kiểm soát thủ đô của Haiti và rộng hơn nữa. Tình trạng bạo lực đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải di tản. Một làn sóng tấn công trong tháng 3 này bao gồm các cuộc đột kích vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế, dẫn đến việc đình chỉ hàng loạt chuyến bay thương mại. Theo hãng tin RT, hoạt động giải cứu 13 người mắc kẹt dưới lòng đất đã bước sang ngày thứ 7 sau vụ sập mỏ vàng ở vùng Amur của Nga. Truyền thông địa phương cho biết đội cứu hộ vẫn chưa thể liên lạc được với những người mắc kẹt bên trong mỏ vàng có tên là Pioneers, Tiên Phong. Dù vậy, giới chức hy vọng các nạn nhân vẫn đang cố gắng cầm cự. Cơ sở hầm mỏ này có hệ thống thông gió tốt, trong khi nước ngầm chảy vào có thể uống được, cơ quan cứu hộ Nga cho biết. Mỏ bị sập vào ngày 18 tháng 3 khiến 13 công nhân bị mắc kẹt bên trong. Kể từ đó, lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm để tiếp cận với họ. Hàng trăm tấn đá đã được di chuyển ra bên ngoài. Theo chính quyền của vùng Amur, lực lượng cứu hộ đang trong quá trình khoan bốn trục giám sát để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với các thợ mỏ. Sau đó, giới chức sẽ triển khai một camera đặc biệt có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 300 mét và có khả năng chống nước. Một máy bơm nước mạnh cũng đã sắp được lắp đặt tại mỏ Pioneer, giúp loại bỏ nước ngập khỏi hầm mỏ một cách hiệu quả hơn. Người thân của các thợ mỏ bị mắc kẹt đã đến thị trấn Jeja gần đó. Họ đang được cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về hoạt động cứu hộ. Cảnh sát Mỹ hôm nay 26 tháng 3 cho biết cây cầu Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland đã bị sập một phần và các công nhân có thể đã rơi xuống sông sau khi một tàu chở hàng đã đâm vào cây cầu này. Reuters dẫn thông tin của báo đài địa phương cho biết hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của cây cầu dài 3 km. Theo đài Fox Baltimore cho biết rằng cây cầu đã sập xuống sông Patapsco. Tất cả các làn đường đều bị đóng ở cả hai hướng vì sự cố trên cầu Key. Giao thông đang được chuyển hướng. Cơ quan giao thông vận tải bang Maryland cho biết trên một bài đăng trên mạng xã hội X. Cảnh sát cho biết họ được thông báo về vụ việc vào lúc 1 giờ 35 phút sáng hôm thứ Ba theo giờ địa phương. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. ABC News đưa tin một cơn bão mạnh mùa xuân đã dẫn tới các trận lốc xoáy càn quét miền Nam Hoa Kỳ, đồng thời gây bão tuyết ở các vùng miền Trung và Trung Tây. Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã bắt đầu vào cuối tuần vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục đến hết thứ Ba. Vào thứ Hai 25 tháng 3, cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành ở các khu vực thuộc ba tiểu bang Texas, Louisiana và Arkansas. Dự kiến sẽ có một vài cơn lốc xoáy cùng với mưa đá lớn và gió giật mạnh lên tới 70 dặm trên giờ. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hiện đang được áp dụng cho 9 triệu người Mỹ trên khắp thung lũng hạ Mississippi, bao gồm phần lớn khu vực của hai bang Louisiana và Mississippi. Vào Chủ nhật 24 tháng 3, 5 cơn lốc xoáy đã được báo cáo, gồm 3 ở Kansas và 2 ở Texas. Tại thành phố Perryton, Texas, một cơn lốc xoáy đã làm hư hỏng mái nhà của bệnh viện đa khoa Ogletree, theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay một lần nữa kêu gọi các bác sĩ tham gia đối thoại với chính phủ về vấn đề cải cách y tế và nên chấm dứt các cuộc đình công, quay trở lại làm việc càng sớm càng tốt.
Tổng thống Yoon đưa ra lời kêu gọi các bác sĩ quay lại làm việc khi ông chủ trì cuộc họp nội các hôm thứ Ba 26 tháng 3. Trong khi đó, Thủ tướng Han Duck-soo dự kiến sẽ gặp đại diện các nhân viên y tế vào cuối ngày thứ Ba. Tổng thống Yoon nói trong bài phát biểu khai mạc phiên họp rằng, tôi hy vọng các chuyên viên y tế, bao gồm cả các giáo sư y khoa, sẽ tích cực tham gia đối thoại với chính phủ về vấn đề cải cách y tế. Ông Yoon kêu gọi các giáo sư y khoa thuyết phục các bác sĩ thực tập quay trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Các giáo sư y khoa đã yêu cầu chính phủ trước tiên nên hủy bỏ quyết định tăng chỉ tiêu trường y lên 2.000 sinh viên. Đồng thời, các giáo sư y khoa nói rằng họ sẽ chỉ đàm phán với chính phủ nếu kế hoạch này được bãi bỏ. Kể từ ngày 20 tháng 2, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập Hàn Quốc đã đình công dưới hình thức nghỉ việc tập thể, dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động của các bệnh viện, vốn phụ thuộc nhiều vào các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú. Ông Yoon nhấn mạnh lần nữa rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y là biện pháp tối thiểu cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trong những năm tới. Mới đây, đài Euronews đã công bố một khảo sát mới chọn ra các thành phố ở châu Âu mà có môi trường tốt nhất để khởi nghiệp. Paris được mệnh danh là thành phố tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, theo sát là Madrid và Barcelona của Tây Ban Nha, theo một báo cáo mới từ công ty đào tạo The Knowledge Academy có trụ sở tại Anh. Các thành phố được đánh giá dựa trên số lượng không gian văn phòng có sẵn, giá thuê văn phòng, vị trí gần các trường đại học hàng đầu và tốc độ Internet. Tuy nhiên, báo cáo không xem xét về nền tảng pháp lý hoặc là vấn đề thuế. Năm 2024, các thành phố tốt nhất để khởi nghiệp ở châu Âu chính là Paris, Madrid, Barcelona, London và Lyon. Pháp đã thể hiện rất tốt ở bảng xếp hạng này với hai thành phố lọt vào top 5, trong khi Tây Ban Nha cũng có nhiều thành phố rất thuận lợi cho khởi nghiệp. Theo báo cáo, thủ đô Paris của Pháp có rất nhiều trường đại học và môi trường văn phòng tốt bậc nhất châu Âu. Hơn nữa, ở Paris có sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ dành cho khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển tốt. Lyon, thành phố lớn thứ ba của Pháp và cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học, được xếp hạng là nơi tốt thứ 5 ở châu Âu để khởi nghiệp. Thành phố Lyon có tốc độ Internet nhanh nhất ở châu Âu. Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, đã giành được vị trí thứ nhì trong danh sách nhờ tốc độ Internet nhanh và số lượng văn phòng sẵn có. Một thành phố khác của Tây Ban Nha, Barcelona, được xếp thứ ba. Thành phố này cũng tạo dựng được danh tiếng trong 10 năm vừa qua với tư cách là một trung tâm công nghệ lớn nhất khu vực Nam Âu. London, một trung tâm tài chính của châu Âu và thế giới, cũng là nơi tập trung nhiều vườn ươm doanh nghiệp nhất nhì châu Âu. Đồng thời, London tự hào có số lượng trường đại học cao hàng đầu ở châu Âu và cũng có nhiều không gian văn phòng để khởi nghiệp dù giá cả đắt đỏ. Theo báo cáo, thủ đô của Vương quốc Anh có nhiều văn phòng nhất nhưng giá thuê cũng cao nhất. Các kỷ lục khác ở châu Âu bao gồm nơi có Internet nhanh nhất là thành phố Lyon, phương tiện giao thông công cộng dễ tiếp cận nhất ở Paris. Lựa chọn vị trí phù hợp là điều rất cần thiết khi khởi nghiệp. Tác giả nghiên cứu ông Tanvir Sanhu từ tổ chức The Knowledge Academy cho biết, môi trường xung quanh có thể là một yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong kinh doanh khởi nghiệp. Ba phi hành gia người Nga, Belarus và Mỹ vào ngày 25 tháng 3 đã cùng nhau đặt chân tới trạm vũ trụ quốc tế ISS. Theo Reuters, ba thành viên phi hành đoàn của tàu Soyuz MS-25 gồm có nhà du hành vũ trụ Oleg Novitsky của cơ quan Nga Roscosmos, phi hành gia người Belarus Marina Vesileskaya và phi hành gia Tracy Dixon của cơ quan Mỹ NASA. Họ đã đến trạm vũ trụ quốc tế ISS vào thứ Hai 25 tháng 3. Các cửa sập giữa ISS và tàu vũ trụ Soyuz MS-25 được mở vào lúc 17 giờ 26 phút hôm qua. Theo tuyên bố của NASA, dân số của trạm vũ trụ hiện ở mức 10 người. Phi hành gia Dixon, người sẽ ở trên trạm vũ trụ trong khoảng 6 tháng cho biết cô rất mong chờ được thực hiện sứ mệnh của mình. Tàu vũ trụ Soyuz được phóng vào thứ Bảy 23 tháng 3, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch. Vụ phóng ban đầu đã bị hủy bỏ chỉ vài giây trước khi cất cánh vào hôm thứ Năm 21 tháng 3 vì sự cố với nguồn năng lượng hóa học. Không gian là một trong những lĩnh vực cuối cùng mà Mỹ và Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bất chấp mối quan hệ giữa hai cường quốc ngày càng căng thẳng do cuộc chiến ở Ukraine. Vườn thú London vào đầu tuần này đã đón một thành viên mới chào đời thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng. Theo Reuters, một con khỉ đột vùng đất thấp phía Tây đã chào đời vào tháng trước ở vườn thú London và đang thu hút sự chú ý của du khách đến tham quan. Mẹ khỉ Effie đã sinh con vào ngày 8 tháng 2, chỉ vài tuần sau khi một con khỉ đột khác có tên là Juku chào đời. Cả hai cá thể đều mang tới sự bổ sung quan trọng cho chương trình nhân giống các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, đại diện vườn thú cho biết. Hai chú khỉ con đều có bố là khỉ Kiburi lưng bạc đã đến vườn thú vào tháng 11/2022. Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, khỉ đột vùng đất thấp phía Tây sống trong các khu rừng rậm nhiệt đới và xa xôi ở châu Phi và được xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.